Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của Nhà Sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì Nhà Sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần short hàng vừa mới cập bến tại Nhà Sành Đồ Si. Đồng giá sẽ là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý chị chúng ta mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để Nhà Sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của Nhà Sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và vâng, sản phẩm đầu tiên là dành duy giới thiệu đến quý chị là một thiết kế quần short với chất liệu kaki. Em này một con quần chất kaki rất là dày dặn luôn, và nó sẽ là chất vải là không co giãn. Một thiết kế chính hãng của thương hiệu First Down, mình có luôn cả tên và logo của thương hiệu được thêu ở trước ống quần. Mã sản phẩm là B37, chiều dài sản phẩm là 55, bụng là 74-88 và ống thì sẽ vật phần đùi thì sẽ là 33cm. Chiếc này thì sẽ có size là từ 27-34, là các bác đều có thể mặc vừa này. Phần cạp nó là thiết kế cạp chun co giãn tốt. Bên trong này thì sẽ là thiết kế dây đai cho quý chị chúng ta có thể là điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vào bụng của mình. Hai bên là thiết kế túi chéo rộng rãi để các bác có thể là mang theo ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Và đằng sau này mình cũng có túi luôn. Và về form dáng thì em này sẽ là một con quần form suông ống rộng rãi thoải mái này, độ mới rất là cao. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay đều là hàng mới về nên các bác hoàn toàn yên tâm về cái mặt chất lượng cũng như là độ mới của sản phẩm. Mã sản phẩm là B37. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần short với họa tiết kẻ này. Bác nào mà thích những cái sản phẩm trông nó trẻ trung nổi bật một chút thì có thể là lựa ngay hôm nay. Mã sản phẩm là B38 với chiều dài là 51, bụng là 76, đùi là 28 và ống thì sẽ là 20. Size của chiếc này là size 28 này. Một sản phẩm cũng là chất kaki luôn. Và em này thì nó sẽ là con quần không co giãn. Về mặt form dáng thì sản phẩm có một cái độ ôm nhẹ nên là bác nào muốn mặc những cái dáng nó gọn gàng thì có thể là lựa em này. Độ mới thì rất là cao rồi. Và mọi cái thông số từ mã hàng này cho đến các cái thông số của sản phẩm thì Nhà Sành Đồ Si sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi, và các bác có thể lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm quần short họa tiết. Em này là một con quần họa tiết rất là đẹp luôn. Chiếc này thì các bác mặc hàng ngày ở nhà hoặc là mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi rất là ok. Mã sản phẩm của mình là B39 với chiều dài là 40, bụng là 74-88 và phần đùi thì sẽ là 33cm. Size của sản phẩm là size từ 27-34, các bác đều có thể mặc vừa. Phần cạp của mình là thiết kế cạp chun co giãn này, cũng có một cái phần dây đai rất là chắc chắn ở đây để quý chị có thể tự do điều chỉnh phần cạp. Độ mới cao và chất liệu thì sẽ là chất vải dày dặn này, lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình, nó cũng là chất liệu kaki luôn. Mã sản phẩm của mình là mã B39. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần short họa tiết. Em này thì mã sản phẩm sẽ là B40, chiều dài là 42, bụng là 76-80 và phần đùi là 32cm. Size của chiếc này là từ 28-30 thì các bác có thể mặc vừa. Đó, chúng ta có những cái sản phẩm quần short họa tiết rất là đẹp luôn. Và về phần cạp thì em này sẽ là cạp chun co giãn, bên trong cũng có dây đai cho quý chị chúng ta điều chỉnh phần cạp này. Các bác có thể là lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà hoặc là mặc đi ngủ, mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Độ mới thì rất là cao. Còn riêng về chất liệu, các bác yên tâm, Nhà Sành Đồ Si bao chất toàn bộ các mặt hàng cho mình. Mã sản phẩm là mã B40. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con quần short họa tiết kẻ. Chất liệu của sản phẩm này nó là cái chất vải rất là mềm mại này, hai bên có hai đường kẻ sọc. Mã sản phẩm sẽ là B41, chiều dài là 47, bụng là 80 và phần đùi là 31cm. Chiếc này có size là size 30. Em này thì thiết kế có cúc, có khóa đầy đủ cẩn thận cho mình luôn. Mặt đằng sau, đằng trước là đều có túi này. Các bác đi ra ngoài là mang theo ví tiền điện thoại rất là ok. Họ thiết kế trông rất là trẻ trung, rất là lịch sự, nhã nhặn. Mã sản phẩm của mình sẽ là mã B41. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây cũng là một con quần short họa tiết kẻ. Và tông màu của em này thì nó sẽ là một cái tông màu rất là vintage, nó sẽ là một cái tông màu nâu. Và mã sản phẩm là B42, chiều dài là 52, bụng là 90 và đùi sẽ là 32cm. Size của sản phẩm là size 35. Chất liệu của em này là cái chất vải rất là dày dặn luôn, và nó sẽ là hàng không co giãn. Các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm. Quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 35 thì nhanh tay lựa cho em này một cái sản phẩm quần rất là đẹp
và cực kỳ dễ để các bạn chủng tật phối đổ luôn. Mã là B42. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con quần tông màu nâu bò. Với cái phần thiết kế form dáng thì nó sẽ là form suông rất là rộng rãi thoải mái này. Và đây là một sản phẩm của nhà Edwin. Đây là một cái thương hiệu thời trang của Nhật Bản, nên là các bác cứ yên tâm. Những cái dạng sản phẩm này của mình thì cái chất lượng của nó rất là đảm bảo. Em này thì sẽ có mã là B43, chiều dài là 57, bụng là 100 và phần đùi là 37 cm. Chiếc này thì sẽ là size 40 này, rất là rộng rãi thoải mái. Và cái chất liệu của mình nó cũng rất là mềm mịn thoáng mát luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm chúng ta lựa chọn. Và độ mới thì chắc chắn là rất cao rồi, mã B43. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con quần với thiết kế là tông màu nâu. Sản phẩm này của mình là một thiết kế quần short chất kaki. Em này thì bên trên phần cạp, ngoài cái phần cạp chun co giãn thì còn có thêm một cái phần đai khóa bằng nhựa để cho các bác chúng ta có thể là điều chỉnh phần cạp này. Có thêm cái đai khóa này, trông cái con quần của mình nó khỏe khoắn và trẻ trung năng động hơn rất là nhiều. Mã sản phẩm là B44, chiều dài là 47, bụng là 84-88 và phần đùi thì sẽ là 34 cm. Với sản phẩm này thì quý chị mặc quần size từ 32-34 là đều có thể vừa vặn với sản phẩm. Đó, form suông ống rất là rộng rãi thoải mái luôn. Chiếc này thì các bác mặc hàng ngày, mặc đi chơi rất là ok, cực kỳ trẻ trung. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Quý chị nào mà yêu thích những cái tông màu mà nó trầm hơn một chút thì có thể lựa size em này. Chiếc này thì nó sẽ là tông màu ghi đậm. Và đây là một sản phẩm của thương hiệu Fila. Để cho các bác chúng ta coi thì tên thương hiệu được thêu luôn ở bên trên phần túi quần này. Mã sản phẩm sẽ là B45, chiều dài là 51, bụng là 94-100 và phần đùi là 33 cm. Size của chiếc này là từ 37-40, các bác đều có thể mặc vừa, vì là cái phần cạp của mình là cạp chun co giãn rất là tốt này. Túi trước túi sau cũng vô cùng là đầy đủ luôn. Chất liệu của em này thì sẽ là chất kaki dày dặn, hàng không co giãn, form suông ống rộng. Mã sản phẩm là B45, cho các bác mặc quần size từ 37-40. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì tông màu tươi sáng, trẻ trung hơn một chút. Chiếc này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Nike dòng Gop này. Đây, Nike Gop. Mã sản phẩm sẽ là B46, chiều dài là 47, bụng là 84 và đùi là 34 cm. Size của chiếc này là size 32. Và em này cũng là một con quần form dáng rất là rộng rãi thoải mái. Các bác cứ yên tâm sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế với chất kaki mềm, em này lên form dáng cũng vẫn rất là chuẩn chỉnh này. Và thiết kế túi chéo ở đằng trước và mặt đằng sau này thì sẽ là túi vuông. Mã sản phẩm của mình là mã B46. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần túi vô. Em này thì sẽ là một cái form quần ngố này. Mã sản phẩm là B47, với chiều dài là 67, bụng là 84, đùi là 30 và ống là 24. Chiếc này cũng là size 32, cho các bác chúng ta lựa chọn rất là nhiều túi ở bên trên sản phẩm luôn. Nên là các bác đi ra ngoài mình mang theo đồ đạc, mang theo ví, tiền, điện thoại rất là ok, rất là thuận tiện. Và về form dáng thì em này sẽ là một con quần form suông ống tương đối rộng rãi thoải mái. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki, hàng không co giãn, nên là lên cái form dáng sẽ rất là chuẩn chỉnh, rất là đứng form, chuẩn form cho quý chị. Mã sản phẩm của mình là B47. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần với tông màu nâu bò. Em này thì sẽ là một con quần thiết kế đơn giản hơn một chút. Với phần cạp của mình là cạp chun co giãn, bên trong có dây đai cho các bác chúng ta điều chỉnh này. Thiết kế như các cái sản phẩm khác, mình cũng có túi chéo ở hai bên và mặt đằng sau này sẽ có một cái túi vuông cũng rất là rộng rãi thoải mái. Mã sản phẩm là B48, chiều dài là 49, bụng là 76-86 và đùi là 34. Size của sản phẩm sẽ là từ 26-33, là các bác có thể mặc vừa rồi. Độ mới rất là cao và cái tông màu của sản phẩm cũng rất là trẻ trung năng động. Tiếp theo mình cùng đến với một con quần tông màu kem. Em này sẽ là một con quần chất vải rất là mềm mại này, thấm hút mồ hôi tốt. Đây là một thiết kế quần túi hộp. Bác nào mà yêu thích các cái dòng quần túi hộp, những cái sản phẩm quần mặc lên cái phong cách nó trẻ trung, nó khỏe khoắn năng động thì có thể là lựa ngay hôm nay. Mã sản phẩm của mình là B49, với chiều dài là 54, bụng là 90 và đùi là 35 cm. Size của chiếc này là size 35. Trên cái phần cạp này nó sẽ có một cái phần dây đan chéo để cho quý chị có thể điều chỉnh phần cạp. Trong này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Về mặt chất liệu, em này là chất polyester. Mã sản phẩm của mình là mã B49 này. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng cũng như là thiết kế mặt trước mặt sau của sản phẩm này. Quý chị chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm có thể liên hệ chốt đơn với nhà
sành Đồ Si mã B49. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short họa tiết và cái tông màu rất là nổi bật luôn. Em này phối màu rất là độc đáo này. Đây các bác có thể tự mình chúng ta quan sát một chút các cái chi tiết của sản phẩm. Mã sản phẩm là B50, chiều dài là 48, bụng là 84 và đùi là 32 cm. Size của chiếc này sẽ là size 32 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Em này sẽ là một con quần với cái chất rất là đẹp luôn, nó là chất vải không nhăn và cái chất liệu này mặc rất là mát và quý chị có thể là lựa chọn để mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao thì nó sẽ rất là hợp lý này. Phần cạp thì có dây đan chéo để cho quý chị chúng ta điều chỉnh và độ mới của chiếc này thì rất là cao. Mã sản phẩm là mã B50. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này là một con quần tông màu rêu. Đây các bác coi trên like như nào thì màu sắc bên ngoài của mình nó y hệt như vậy luôn. Mã sản phẩm của mình là B51, chiều dài là 57, bụng là 92-94 và phần đùi là 33 cm. Size của chiếc này sẽ là từ 36-37 là các bác có thể mặc vừa. Các cái sản phẩm này đều là hàng mới về này và do nhà sành Đồ Si để cũng khá là nhiều hàng nên là các sản phẩm nó hơi bị nhăn một chút. Quý chị về chúng ta là lượt lại một lần là cái sản phẩm của mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, em này thì sẽ là một con quần với phần cạp là cạp chun và bên trong này sẽ có dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh được luôn. Form dáng của sản phẩm là thiết kế form suông ống rộng, túi trước túi sau đầy đủ cho mình. Mã sản phẩm là mã B51 và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần chính hãng của thương hiệu Gramercy và cái chất liệu của mình cũng là chất kaki này, rất là dày dặn. Tông màu của sản phẩm sẽ là tông màu xanh với phần cạp là cạp chun và cũng có một cái phần khóa ở đây để các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp. Mã sản phẩm là B52, chiều dài là 56, bụng là 80 và phần đùi sẽ là 34 cm. Chiếc này là size 30. Đó, bác nào yêu thích tông màu xanh, những cái tông màu nổi bật trẻ trung thì có thể là lựa ngay hôm nay. Form suông rộng rãi này cho các bác nào mặc quần size 30 có thể là sử dụng. Tiếp theo này mình cũng đến với một con quần short thể thao. Em này thì sẽ là một sản phẩm phối màu đẹp mà các cái chi tiết của nó cũng rất là bắt mắt luôn. Đây các bác có thể là coi kỹ một chút này. Toàn bộ thì nó sẽ là cái thiết kế chữ nó in sẵn ở bên trên sản phẩm rồi. Đó, và mã của sản phẩm sẽ là B53, chiều dài sản phẩm là 54, bụng là 68-76 và đùi là 34 cm. Với sản phẩm này các bác mặc quần size nhỏ hơn size 28 là các bác có thể vừa mặc rồi. Cái thiết kế của này nó rất là trẻ trung nên là bác nào mà chúng ta yêu thích cái sản phẩm này cũng như là vừa mặc với các cái thông số của sản phẩm thì nhanh tay mà chốt đơn với sành Đồ Si. Em này đẹp từ chất liệu này, kiểu dáng cho đến màu sắc luôn. Phần cạp lại là cạp chun co giãn nên là sẽ rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng. Mình còn có thể là tự do điều chỉnh phần cạp được luôn này. Mã sản phẩm là mã B53. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con quần tông màu xanh và họa tiết rắn gì. Mã sản phẩm là B54, chiều dài là 49, bụng là 76 và đùi là 29 cm. Size của sản phẩm là size 28. Đây cũng là một thiết kế quần short túi hộp luôn. Bác nào yêu thích các dòng quần túi hộp có thể lựa ngay cho mình em này. Một con quần rất là nổi bật và cực kỳ trẻ trung năng động cho quý chị để chúng ta sử dụng. Mã B54, độ mới rất là cao và chất liệu thì siêu dày dặn. Em này là một con quần lên form dáng chuẩn chỉ cho mình luôn, riêng về chất liệu nhà sản Đồ Si bao chất cho mình nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa cùng ra ngày hôm nay. Đây cũng là một thiết kế quần short với họa tiết rắn ri. Em này thì màu sắc nó sẽ trung tính hơn, nó là cái tông màu nâu pha với cả đen. Mã sản phẩm thì sẽ là B56, chiều dài là 49, bụng là 80, đùi là 27 và phần ống này là 23 nên là cái form dáng của mình sẽ có một cái độ ôm nhẹ này. Các bác mặc cái sản phẩm này nó sẽ rất là gọn gàng. Size của sản phẩm này sẽ là size 30. Sản phẩm là B56. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con quần tông màu nâu và mã sản phẩm sẽ là mã B57, chiều dài là 51, bụng là 82-86, đùi là 31 và ống là 25. Size của sản phẩm là từ 31-33. Các bác có thể mặc vừa. Về chất liệu thì em này sẽ là chất vải kaki mềm. Các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm luôn. Thiết kế thì cơ bản như các cái sản phẩm vừa rồi với phần cạp là cạp chun co giãn. Hai bên có thiết kế túi chéo và mặt đằng sau này sẽ là túi vuông cho các bác đựng ví tiền điện thoại này. Mã sản phẩm là B57. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Một thiết kế quần form quần ngố túi hộp và em này sẽ là một con quần tông màu xanh rêu. Mã sản phẩm là B58, chiều dài là 79, bụng là 88-90, đùi là 37 và ống là 23 cm. Size của sản phẩm là từ 34-35, các bác có thể mặc vừa. Quý chị nào yêu thích các cái sản phẩm form dáng nó dài một chút này, mình vừa có thể mặc hàng ngày, vừa có thể mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi thì có thể là cân nhắc lựa chọn cho mình một con quần
ngố tối hộp, mặc cũng rất là đẹp, vừa trẻ trung vừa khỏe khoắn năng động. Và em này thì cũng rất là mới luôn, nên là các bác cứ yên tâm, chúng ta lựa chọn chất liệu thì là chất vải kaki mềm. Mã sản phẩm là mã B58. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short chất kaki với tông màu nâu nhạt. Em này là một sản phẩm thiết kế phong cách tối giản. Mã sản phẩm của mình là B59 với chiều dài là 56, bụng là 82, đùi là 30 và ống là 24. Chiếc này có size là size 31 này. Thiết kế rất là cơ bản basic, các bác yên tâm mặc chiếc này thì phối đồ cực kỳ dễ luôn. Các bác mặc chung với cả các sản phẩm áo polo hoặc là mặc với áo phông cũng rất là đẹp. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là mã B59. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày nay. Em này thì sẽ là một con quần short chất kaki với tông màu xanh rêu. Mã sản phẩm là B60, chiều dài của mình là 48, bụng là 78 này, và ống phần đùi thì sẽ là 36. Chiếc này thì sẽ là size 29 cho các bác chúng ta lựa chọn. Tag mark đầy đủ chính hãng nên là các bác cứ yên tâm. Đây là một thiết kế của thương hiệu Mode Country. Đó, và mọi thông số thì quý chị có thể là coi lại một lần nữa ở bên trên phía tay trái màn hình để quý chị có thể là lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn, mặc lên nó đẹp nhất với cái số đo của cơ thể. Như sản phẩm này thì sẽ có mã là B60, một con quần chất kaki dày dặn với độ mới rất là cao. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con quần với tông màu nâu nhạt, thiết kế nó cũng rất là tối giản luôn, không có bất kỳ một cái họa tiết gì ở bên trên. Mã sản phẩm là B61, chiều dài là 53, bụng là 76-84, phần đùi thì sẽ là 36cm. Chiếc này có size là từ 28-32, form suông rộng rãi này. Riêng về chất liệu các bác yên tâm, nhà sành đồ duy bao chất cho mình. Em này chất kaki mềm, mặc lên thoáng mát dễ chịu này, thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Mã B61. Và mình đến với sản phẩm tiếp theo cũng là một con quần kaki tông màu nâu luôn. Em này thì thiết kế là có đai khóa ở bên trên để các bác có thể là điều chỉnh phần cao. Mã sản phẩm là B62, chiều dài là 45, bụng là 70-80 và phần đùi là 30cm. Quý chị mặc quần size nhỏ hơn size 30 là có thể vừa vặn với em này. Thiết kế cơ bản như các sản phẩm khác thôi. Với cái tông màu này thì cũng là một trong những cái tông màu được các bác chúng ta yêu thích lựa chọn sử dụng rất là nhiều. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con quần với tông màu ghi sáng. Em này thì form khá là to này. Mã sản phẩm là B63, chiều dài là 64, bụng là 100-112 và phần đùi là 42cm. Chiếc này thì các bác mặc quần size từ 40-46 thì các bác vừa vặn thoải mái luôn. Phần cạp co giãn rất là tốt, có dây đai để quý chị có thể điều chỉnh phần cạp cho mình này. Form dáng thì sẽ là thiết kế form suông ống rộng, chất liệu là chất vải kaki mềm. Độ mới của này thì cũng rất là cao. Mã sản phẩm là mã B63. Cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con quần tông màu nâu với chất liệu là chất kaki, rất là dày dặn. Quý chị coi trên live đã thấy cái form dáng lên rất là chuẩn chỉnh rồi. Phần cạp của mình thì cũng là cạp chun co giãn, ngoài ra có dây đai này, dây đai rất là dày để các bác có thể điều chỉnh phần cạp. Mã sản phẩm là B64, chiều dài là 47, bụng là 72-80 và đùi là 36cm. Chiếc này thì dành cho quý chị mặc quần size nhỏ hơn size 30 là các bác yên tâm vừa vặn với em này. Chất kaki rất là dày dặn luôn, và em này sẽ là một con quần với chất liệu là không co giãn, độ mới của sản phẩm rất là cao. Và mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con quần tông màu nâu nhạt, và đây là một sản phẩm quần short túi hộp. Mã sản phẩm của mình là mã B65, chiều dài là 50, bụng là 92 và đùi thì sẽ là 36. Size của chiếc này là size 36 luôn. Một thiết kế quần túi hộp rất là trẻ trung năng động cho quý chị chúng ta lựa chọn. Em này thì cũng là một thiết kế với chất vải kaki dày dặn, hàng không co giãn này. Và với những cái dòng quần như này các bác mặc lên form dáng nó rất là chuẩn chỉnh luôn. Cái tông màu thì cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Em này có mã là B65. Tiếp theo mình đến với một sản phẩm quần cái tông màu nó sẽ là hơi sáng màu một chút. Mã sản phẩm là B66, chiều dài là 62, bụng là 74-86, đùi là 32 và ống là 26cm. Chiếc này thì size sẽ là từ 27-33, các bác có thể mặc vừa. Thông số quý chị có thể là coi lại phía bên tay trái màn hình này. Phần cạp của mình cũng là cạp chun co giãn, và đa số thì các sản phẩm đều sẽ có thêm dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp. Túi trước túi sau đầy đủ, em này lại là một con quần túi hộp nữa, nên là đây sẽ là một cái sự lựa chọn cũng rất là hợp lý cho bác nào yêu thích các cái dòng sản phẩm mặc lên nó trẻ trung, khỏe khoắn năng động này. Mã sản phẩm là B66. Tiếp theo mình đến với một con quần short form là form quần ngố. Em này thì sẽ là mã B67, với chiều dài sẽ là 57, bụng là 86, đùi là 30 và ống là 21. Size của chiếc này thì sẽ là size 33.
có rất là nhiều túi luôn. Đấy, các bác có thể là coi kỹ một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Toàn bộ cúc khóa ở đây đều là hàng kim loại hết, nên là các bác cứ yên tâm về cái độ bền của sản phẩm này. Và đây là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Wrangler. Mình còn có một cái tác gia chính hãng được gắn ở mặt đằng sau. Đây là một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Mỹ này. Mã sản phẩm là D67. Em này form dáng cũng là thiết kế form suông, mặc có một cái độ ôm nhẹ. Tiếp theo mình đến với một thiết kế quần tông màu kem. Em này có mã là B68, chiều dài là 52, bụng là 76 và đùi là 36. Chiếc này thì là size 28. Phần cạp của mình cũng có dây đai bên trong để cho các bác chúng ta điều chỉnh. Và em này là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Nhà Sành Đồ Si giới thiệu rất là nhiều đến quý chị rồi. Thiết kế túi trước, túi sau đầy đủ và em này chất vải rất là mềm mịn, độ mới thì cao. Mã sản phẩm là B68. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Chiếc này thì sẽ là một con quần form quần ngố và mã sản phẩm là B69, chiều dài sản phẩm là 69, bụng là 80, đùi là 29 và ống sẽ là 22. Size của sản phẩm này là size 30. Bác nào thường mặc quần size 30 đang tìm kiếm các sản phẩm quần ngố này để mình mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi ra ngoài đi chơi thì các bác có thể là cân nhắc lựa chọn em này. Cũng là một con quần rất là trẻ trung, năng động và cũng rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm là B69 và mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Này thì sẽ là một con quần của thương hiệu Polo. Để cho các bác chúng ta coi này, Polo by Ralph Lauren, một cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng và lâu đời của Mỹ. Chiếc này có mã là B70, chiều dài là 52, bụng là 78 và đùi thì sẽ là 37 cm. Size của sản phẩm là size 29, thiết kế rất là tối giản với form dáng là form suông, ống rộng, độ mới rất là cao. Chất liệu thì mình cũng là chất kaki dày dặn và là hàng không co giãn. Ngày hôm nay mình có rất là nhiều các sản phẩm của shop kaki đây, nên là hy vọng các bác chúng ta có thể là lựa ra những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật là ưng ý. Tiếp theo mình đến với mã B71. Chiếc này có chiều dài là 51, bụng là 76-84, đùi là 33 và ống thì sẽ là 30. Size của sản phẩm thì sẽ là khoảng từ size 28 đến size 32 là các bác có thể vừa vặn với em này rồi. Một con quần short túi hộp rất là đẹp, rất là trẻ. Và về form dáng tiêm này sẽ là một con quần form suông ống rộng, cạp chui có giãn, bên trong cũng sẽ có đầy đủ dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp luôn. Mã B71. Mình cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con quần tông màu kem. Đây là một sản phẩm quần chính hãng của thương hiệu Royal Polo. Mã sản phẩm của mình sẽ là B72, chiều dài là 49, bụng là 78 và đùi sẽ là 35. Size của chiếc này là size 29 này, độ mới rất là cao. Và cái tông màu của này nó là cái tông màu rất là trẻ trung, cũng rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ luôn. Nên là quý chị nào mà chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Quý chị coi trên like như nào, màu sắc bên ngoài y hệt luôn. Mã sản phẩm là B72. Đây sẽ là sản phẩm cuối cùng để kết thúc phiên live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live này và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà Sành Đồ Si sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà Sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.